Dạ. Tại sao hôm trước cô tự nghỉ mà bây giờ mới xin phép tôi? Em không báo mà em không xin phép đâu ạ. Mà báo cáo làm được có 2 trang như thế này nhìn có chán không? Không chán bằng bảng lương của em đâu sếp. Lương thì chê chán, mà suốt ngày mua hàng Shopee như thế này à? VP Bank có dòng thẻ VP Bank Super Shopee Platinum được cá nhân hóa dành riêng cho các tín đồ Shopee. Hoàn tiền lên đến 10% mọi chi tiêu, nhận ngay vô trọng 400.000 Việt Nam đồng khi mở thẻ thành công. Có tốn tiền đâu mà sức lo. Mà sếp lo thì sếp tăng lương cho em nhá. Làm không làm, suốt ngày đòi tăng lương. Sản phẩm đột phá VP Bank, thấu hiểu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.